Chị kể cái định quán như sao? Như cái đường hôm qua, đi tổng quát cả thì cào. Đường đo là tới 500 rồi. 500? Dạ. Rồi, rồi bệnh viện cái đặt bệnh viện nào? Bệnh viện mà cái chỗ khoa nhi đó đi mà cái gì mà ở đâu hết đang quay. Đang quay. Rồi nó làm sao nữa? Để đầu cái này nhỏ là chứ. Cái này nhỏ là rồi thôi nói với các bạn này, đường thì trên 500 là cao lắm rồi đó, có khi là nếu mà chúng ta trong kịp thời được phê duyệt việc hai chuyện nước biển thì ở đây các bạn xem tôi chị bệnh khôi phục cái đường này, khắc phục lại theo hai cái phương pháp của dự trữ chị Đồng Y, các bạn xem thôi ha. Thứ nhất là tôi ổn định thần kinh 124 34 26 103 106 300 thì ta làm cho cái thần kinh nó ổn định lại, vì thần kinh quyết định, xong rồi ta vô số 0 để ta kết thúc cái bộ nguyên thần kinh, xong rồi ta vô bộ nội tiết tố, tức là trị tiểu đường, trị bú luôn, thì ta có 26 có số 3, số 8 số 20 số 20 ở dưới này là tuyến tuyến tụy để kích thích cho nó sản sinh ra được insulin. 63, số 7, 113, 117, 17, bên đây cũng vậy, số 7, 113, 17. Đây là cái thiết bị không, thì ta khôi phục lại cái lá lách là 37, 40, 481, bên đây ta phục vừa can vừa đỏm, 50, 41, 230, 233, ta đi khôi phục lại cái thận là số 1. 45 và số 300 và xong rồi ta đi phản chiếu của viện chẩn thì các bạn nắm tay gì gung nha, tay gung ha, chút nữa rồi ta làm hết gung. Đây ta đi theo cái đường này, ta gạch theo cái đường này, nhớ các bạn để gì mới được ha, để gì thì nó giống nó lắm. Đây là đồng ứng, nắm tay này, hai ngón kia nắm lại này, ta gạch theo cái đường này. Rồi chúng ta sẽ đi đông y. Thì đông y thì ta sẽ đi cái bụng trên, bụng dưới ở đây, nằm ở đây. Và ta đi đường kinh can, thái xung, hành giang, đại đôn. Ta đi đường kinh tỳ là ẩn bạch, công tông và thái khê, tam âm giao. Đây bên này cũng vậy ha, cũng không gì khác đâu. Xong rồi ta đi đường kinh thận để thận và tỳ kết hợp giúp đưa những cái insulin mà nó còn nằm lạc loại ngoài không nuôi hồng cầu được thì nó nhiệm vụ của tỳ và thận rút về và thảy ra ngoài. Thì ở đây là can và đây bao tử, ở đây là thận, đây là tuyến tiền liệt, ta phải khai thông tuyến tiền liệt để đưa cái xuống cái bằng quang để bằng quang thảy ra ngoài. Bên đây cũng vậy ha, bên đây cũng là gì? Thì trong này ta có trên cái đường kinh kinh tỳ, nó có huyệt địa cơ, cái huyệt địa cơ này chuyên môn sản xuất để insulin để nuôi hồng cầu, thì ta dây những cái huyệt này, thì trong này ta cũng nên đi kích thích cái đường kinh kinh vĩ, thì ta có nội đình, đây có nội đình và có giải khê, và ở trên đây thì ta có túc tâm lý. Tâm lý. Thì trên dù sao nữa chúng ta phải khai thông cái mạch đốc. Thì mạch đốc thì nó trên đường xương sống này, từ chỗ C1 nó kéo dài xuống ở đây. Thì hai bên này nó có từ đây qua đây là 1,5 phút. Thì nó cũng có cái đường kinh, đây là đường kinh bằng quang. Thì ta dây theo cái đường này, tôi dây theo cái đường này đấy. Vậy là chúng ta bắt đầu, đây là cái bài tôi hướng dẫn cho các bạn, rồi các bạn sẽ tránh ý như tôi thì các bạn sẽ chỉ được cái đường, không cần phải làm gì khác, không cần uống một viên thuốc nào cả ha. Thì ta do cái đường chấm các bạn thôi. 124 đào hai 34 26 300
các bạn thấy trong đào chấm ngoài chút xíu một đào nữa, tôi vô rồi chứ tốt 26 số 8 63 số 7 113 17 ta đi ta đến tiền 40 37 481 đi tinh chất can là 50 41 233 xong rồi ta đi tâm chất thận số 1 45 45 và 300 đó. Giờ ta gạch theo, ta gạch theo này bởi vì ở đây nó cũng là thận thì ta chà lỗ tai này, rồi lỗ tai này nó giống cái chân thận thì ta chăm sóc cái thận đó. Xong rồi bắt đầu ta đi phản chiếu, đây là phản chiếu của diện chẩn. Các bạn phải làm cái tay giống gì mới hết ha, còn không giống gì là không hết đâu. Rồi bên đây rồi ta đi bên đây, cái thận của diên chẩn nó nằm ở đây, nó nằm chỗ trung huyệt lao cung kéo dài xuống tới cái thằng đinh đại lăng thì nó hết, tức là tới cái bàng quang. Tay dây đây, tay dây rất là đau. Bây giờ đường qua nằm rất là cao, chút nữa tay dây hồi nó hết cao. Thì cái chỗ mà tôi chấm cho các bạn á, thì các bạn sẽ dây cho đó. Cho tôi cái nhà. Cho tôi cái nhà. Bao phủ tất cả cái tạng, mấy cái đường kia này bao phủ là hết đi. Rồi, xong rồi chúng ta đi cái đường kinh nha. 7 phút thôi. Tôi gạch cái đường kinh bằng quang ha. Tôi gạch bằng nhâm. Tôi gạch bằng nhâm. Tôi gạch mà đốc, mà nhâm luôn. Giờ ta gạch cái đường kinh bằng quang. Các bạn thấy rất là đau. Đau lắm nha. Ha, các bạn thấy hết đau rồi ha. Xong rồi các bạn xem tôi coi đây, ông này cũng hết cái đường chưa, thì chúng ta xem hết đau không. Khi mà chúng ta đã giải phóng được tất cả những cái trụ bế tắc của các cái sinh nguyệt này. Sinh nguyệt là gì? Sinh nguyệt là những chỗ nào có đau thì nó sinh ra cái nguyệt đó, nó có điểm đau thì ta dây làm sao cho chắc cái người này nó không còn sinh nguyệt đau nữa, nó chưa còn cái nguyệt chơi cõi được rồi. Anh thấy không? Ta hết rung rồi nè. Hồi nãy đụng nó rung lắm. Thấy không? Giờ nó còn rung ở đâu? Rồi anh đưa căng lên đây nha. Không còn đau nữa. Để nhưng mà ta dù sao nữa, cái cơ thể nó bị lạnh thì chúng ta lấy cái da ta hơn nha. Ta hơn mấy cái chỗ mà tôi đã chấm mấy lần. Thì hơn cái chuẩn bị này nó nóng lên thì sẽ giúp cho các cái tạng mà chúng ta đã nấu vừa rồi đó nó nóng lên, nó ấm lên thì nó khỏe lên thì nó sẽ sinh ra được insulin và cơ thể chúng ta được hồi phục. Rồi chị đưa coi nha, đã hơn. Đây cái hơn nắm là gì, nắm là gì, nắm hai ngón kia lại, ngón áp út nắm lại thì nó mới giống cái lá lách mà để nguyên vậy thì thôi không hết ha. Cho nên cái động ứng nó rất là hay. Rồi rồi xong ta hơi cái mặt đốc, ta hơi mặt đốc và ta hơi được cái mặt quang luôn. Đây ta hơi dài xuống đây. Bị mặt đốc nhiệm vụ là cân bằng cái nhiệt độ của cơ thể. Mặt nhâm là cân bằng cái độ âm. Mặt đốc là cân bằng cái độ nóng. Như cái đường tất cả cái tạng và phủ thượng đường nó nằm trên cái đường trên bàng quang hết, cho nên chúng ta sưởi ấm, chúng ta sưởi ấm cái đường trên bàng quang này. Rồi đưa ra cho ta cái phát biểu đây, anh thấy sao này? Mình rất là bình thường. Hả? Bình thường. Bình thường chưa? Thôi, hồi nãy anh vô đấy thấy sao? Đau không? Đau nhức. Nhức lắm không? Bây giờ anh còn nhức không? Hết rồi. Hết đau hết nhức luôn. Bây giờ khoảng hết bao nhiêu phần trăm đây? 80%.
Mình thấy vui chưa? Có gì mừng mà. Không có gì mà mừng bằng bằng phát bệnh. Dù có tiền cả nào có ổn ha bằng bằng phát bệnh. Sức khỏe là quan trọng. Chơi không cho khóc, em không có bệnh hết. Anh không cần uống một viên thuốc nào nữa, tôi sẽ giúp anh không cần uống gì. Quá chịu uống luôn. Anh uống thuốc gì lắm rồi đó. Uống thuốc gì? Cái này nhiều người bởi. Ba ngữ. Tây Nam Bắc có đủ hết. Không thiếu gì. Chúng ta có nhiệm vụ là khôi phục lại năm tạng sáu phủ của cơ thể trở lại vị trí tương đối ổn định thì sức khỏe nó trở lại bình thường. Chứ thật ra cái đường này uống thuốc tây suốt đời. Dạ. Chừng nào chết thôi. Bây giờ cái huyết áp anh này không còn, hạ xuống anh trên huyết áp không còn, mặt không còn nặng, cổ không còn cứng, mắt không còn qua nữa, phải không anh? Coi coi đúng không? Mấy phút rồi? 11 phút mấy. Rồi 11 phút thì ta chỉ làm một ca khoảng 11 phút thôi, 10 phút thôi. Dạ. Thì các bạn vậy. Nhưng mà nếu ta làm mà trong này không tuần thì anh này có thể là sẽ ổn rõ rất là nhiều. Coi chào các bạn. Dạ, cảm ơn thầy luôn. Dạ, cảm ơn thầy nhiều.